Rồi, hello, em xin chào tất cả mọi người ha. Chào tất cả mọi người đã trở lại với kênh hàng Nhật Bãi của em ha. Thì hôm nay em sẽ soạn được ít đồ anh em. Em sẽ tiếp tục phục vụ cho mọi người ha. Thì anh em xem món nào vào phù hợp với công việc và ý thích của mình á, thì anh em cứ liên hệ em qua số điện thoại 036 365 5784 để mình chốt hàng ha anh em. Thì bên em sẽ giao hàng bằng COD. Khi nào mình nhận hàng được thì mình thanh toán tiền ha. À, anh em lưu ý giùm em, giá trên sản phẩm là giá chưa bao gồm phí vận chuyển ha. Anh em lưu ý ha, là giá chưa bao gồm phí vận chuyển ha. Trong thời gian qua anh em cũng bận công việc nên không có thường xuyên lên clip được. Hôm nay em cũng sẽ lên clip phục vụ cho anh em ha. Rồi, em xin quay sơ lược các cái sản phẩm của em ha cho anh em xem ha. Rồi em sẽ vô chi tiết từng món ha. Thì hôm nay em về được 25 số ha anh em, có một cây rìu ha. Và một cây búa bi ha nè. Thì anh em xem ha, coi có món nào thì ưng ý thì cứ liên hệ em. Rồi em xin vô chi tiết từng món nha nè. Rồi đầu tiên là mã bít ha, mã số 1, ba cây bít hồ lô ha, ba cây bít hồ lô, một ba cây bít hồ lô 110.000, mã số 1 110.000 ha. Gồm hai cây cộng và một cây trừ anh em. Đó, một hai cộng và một cây trừ ha. Hồ lô hết ha. Đó, cây này có chữ nhà nè anh em. Rồi, để em đo chiều dài tổng thể của nó ha anh em. Cây trừ dài là 17 ha, cây trừ dài 17. Cây cộng đầu tiên dài, cây cộng thứ nhất dài 18 rưỡi, cây cộng thứ hai dài 20 ha. Rồi mã số 1 110.000 ha anh em, hai ba cây ha, hai cây cộng và một cây trừ nha. Rồi, tiếp theo mã số 2 cũng là ba cây bít nữa ha. Hai cây trừ ha anh em. Đó. Để em lấy nét cho anh em xem ha. Hai cây trừ ha. Thì gồm hai cây cán nhựa anh em. Cây này của Vicel nè ha, đầu đóng ha, là cây trừ ha, đầu đóng cây trừ ha. Còn cây này cán nhựa ha, cây này nó ba hiệu rồi, nó có chữ là vanadium gì nè trên phần này ha. Vicel cán nhựa ha, còn cây này cán gỗ ha, của KTC anh em. Cán gỗ là cây trừ cây cộng ha. À, em đo hình như ba cây này bằng nhau anh em, ba cây này bằng nhau ha, nó có chiều dài tổng thể là 21 rưỡi, ba cây bằng nhau ha, chiều dài cây chính giữa là 21 ha, còn hai cây cây này và cây này nó là 21 rưỡi ha. Đó, hai trừ và một cộng ha anh em. Rồi mã số 2 120.000 nha, mã số 2 120.000. Tiếp theo mã số số 3 120.000 ha, cho ba cây ha. 120.000. Gồm hai cây cộng, một cây H2 và một cây H1 ha. Đó. Cây này thì chắc cây trừ H chắc không tới H1 đâu anh em, 075 quá. Cây trừ này ha. Cán nhựa ha anh em. Đây, Bicel ha. Cái này hiểu gì đây, nhưng mà có mắt in ra băng nè. Bicel. Bicel ha, đó này BH2 ha. Rồi, em đo cây trừ nha. Cây trừ đầu tiên, cây trừ là nó dài 27 ha, cây trừ dài 27.
cây cọng đầu tiên, cây cọng đầu tiên dài 29 nha. Cây cọng thứ hai BH2 nè anh em. Cây cọng thứ hai là 20. Cây cọng thứ hai nó dài 34 ha, 34 anh em. Cây cọng thứ hai dài 34. Rồi mã số 3 ha, 3 cây vít ha. Rất là mới nè. Mã số 3. 120.000 ha. Tiếp theo mã số 4. Mã số 4 150.000 ha, mã số 4 150.000. Đều là đầu đóng hết ha, cán gỗ anh em. Đây. Có dấu rít nè ha. Rồi, mưa tới rồi anh em ơi. Đó. Hai cây trừ ha. À. Cây cộng nè anh em. Để mình đo cây cộng trước ha. Cây cộng là dài 37 nha. Cây cộng dài 37 ha. Cây trừ đầu tiên nó dài là 28 ha. Cây trừ thứ hai nó dài là 28 rưỡi. Mã số 4 ha. Đó, anh em xem ha. Mã số 4 150.000 ha. Mã số 4 150.000. Tiếp theo mã số 5 là một cây kèm điện ha. Mã số 5 140.000. Hiểu rồi ha. Đeo bi nữa ha, có dấu rít ha anh em. Còn ngoại hình còn rất là đẹp. Đó, răng ha. Còn răng đây. Chưa dập ha. Còn chưa mẻ ha. Lưỡi còn rất là khích. Đó, chưa có ánh sáng luôn. Thì cây này nó dài 18 rưỡi ha anh em, chèm 19 ha. Do em nãy em qua em chưa có kiếm được cộng dây điện, em không có test cho anh em xem ha. Ba anh em là lưỡi chưa mẻ ha, rất là bén. Nè, còn rất là mới ha, chưa còn chiếc kia ha. Rồi mã số 5. Dài là 18 rưỡi ha anh em. Số 5 140.000. Tiếp theo mã số 6. 110.000 ha. Nè, logo của nó ha anh em. In là gì em nó bị bay ha. Tuổi còn khiếp ghê ha. Ngoại hình còn rất là đẹp, rất là bóng bẩy. Găng cỏ rồi chưa dập nha. Đó. Thì cây này nó có chiều dài là 16 rưỡi ha. Cây này dài 16 rưỡi ha anh em. Rồi, mã số 6. 110.000 ha. Rồi tiếp theo mã số 7 là một cặp kéo tỉa anh em. Thì cây này nó ngoại hình nó còn tương đối thôi chứ không được đẹp ha. Thì giờ anh em mình mài lại ha, mình xem từ cây ha. Phần lưỡi ha anh em, còn chưa mẻ ha, do nó ngoài xét thì nó bị gỉ thôi ha, gỉ cái phần này thôi chứ lưỡi chưa có mẻ, thật sự chưa có mẻ ha anh em. Ngoại hình đó ha. Lưỡi còn khiếp ha, chưa mẻ nha. Cái lưỡi nó dài là 5. Cái lưỡi nó dài là 4 phân rưỡi ha anh em. Lưỡi nó dài là 4 phân rưỡi. Còn nó dài tổng thể là 20 ha. Cây thứ hai đây. Thì em lấy giá cũng tương đối, em sẽ để lại cho anh em tương đối xài ha. Đây, cây này thì nó bị xét thôi chứ nó chưa có mẻ ha. Anh em về mướn thợ mài lại ha. Đó, ngoại hình đây, lưỡi còn rất là khiếp. Thì cây này cái lưỡi nó cũng là cái lưỡi này lưỡi 4 phân à anh em, lưỡi này ngắn hơn ha, lưỡi 4 phân ha, dài cũng là 20 nha. Rồi mã số 7 160.000 ha anh em. Mã số 7 160.000 cho hai cái kéo tỉa ha. Tiếp theo mã số 8 là một cây cắt ống nhựa ha, của MCC 230.000. Cắt tối đa là ống 42 ha. Đây, MCC ha. Da băng đây ha.
tối đa là đóng 42 phần lưỡi chưa mẻ nha anh em. Đó, bên đây hoạt động bình thường nha. À, 42 ha, tối đa là ổng 42. Rồi mã số 8 230.000 ha anh em. Tiếp theo mã số 9 là một cây kẹp đầu đinh này ha, thì cũng như cây clip trước vậy đó anh em, mã số 9 ha, 180.000. Ha, là lưỡi hợp kim này ha. Còn rất là mới, chưa mẻ ha. Đó. Cái này dùng để kẹp đầu đinh ha, có phá gài ha anh em, đó có phá gài lưỡi đây nè. Thì em sẽ nhắc lại ha, dùng là như là cây đầu đinh gì nè, mình kẹp ha anh em, mình xay ha. Nè, để gì nè mình kẹp mình xay ha, cái đầu đinh đầu ốc hư gì đó ha. Lưỡi còn rất là đẹp ngoại hình nè ha. Có lò xo luôn. Có cán nhựa ha. Chữ da băng nó nằm đây nè anh em ha, da băng đây nè ha. Có phá phá luôn nha. Cây này nó dài 20 ha, nó dài 20 nha anh em. Rồi mã số 9 180.000 nha. 180.000 cho mã số 9 nha. Ngoại hình cũng rất là đẹp nha anh em. Tiếp theo mã số 10 là một cây cây cắt vải ha anh em. Cây cắt vải ha, số 10. Cây cắt vải chốt đồng ha, có chữ nhật luôn nè ha, lưỡi còn rất là khiếp, chưa mẻ nha. Đó anh em xem ha, chưa mẻ nha anh em. Bên đây ha, chưa mẻ ha, lưỡi còn rất là trắng. Còn cán nè ha, cán thì nước sơn còn bông rồi ha, em để nguyên ha. Cây này chắc nó dài vậy là. Cây này dài 25 nha anh em, dài 25 ha. Bén ha. Đó, còn bén ha. Rồi, mã số 10 140.000 nha anh em. Mã số 10 140.000 chốt đồng ha, có chữ nhật đây nữa nè. 140.000. Tiếp theo mã số 11 là một cây cắt tôn cộng lực ha anh em. Cây cắt tôn cộng lực nè ha. 260.000. Lưỡi rất là dày ha, đó, chưa mẻ ha. Có phá lưỡi nè. Còn bao nhựa rồi rất là dày dặn ha, hiệu Top Man gì nữa ha. Top Man gì nè anh em. Có chữ ra băng đây luôn ha. Có chữ ra băng đây nè anh em. Đó. Chỗ em quá trời mưa lớn anh em ơi, anh em chịu khó nghe ha. Đây. Có thể cắt giấy đứt nha anh em đó. Rất là bén ha, cắt giấy đứt luôn ha. Thì cây này nó có chiều dài là 26 rưỡi anh em, nó có chiều dài là 26 rưỡi. Cây cắt tôn ha, cộng lực ha, còn khóa lưỡi nào nè ha. Rồi mã số 11 260.000 ha. Rồi tiếp theo mã số 12 là một cây mổ lết ha. 170.000. Hiệu Lotter ha, mắc in da băng nè ha. Xay 250 nha anh em. Thì cái này có sử dụng rồi ha, nó cắn nhẹ đây ha. Hoạt động còn rất là trơn tru ha. Đó nè. Sử dụng rồi ha, nhưng mà còn rất là ấy ha, hơi cắn nhẹ thôi anh em. Ngoại hình đây. Số 12 là 170.000 nha anh em, 170.000. Xây 250 ha.
Tiếp theo mã số 13, 130.000 ha. 130.000 cho cây mỏ lết tay 200 ha, hiệu Lotte nè. Mắc in da băng đây ha. Đó, hàm ha. Đó. Còn khá ha anh em. Ngoại hình nè. Do nó dính dầu ha, em mới vệ sinh xong ha. Rồi mã số 13 130.000 ha. Tiếp theo mã số 14 120.000. Xây 200 ha của Tớp ha anh em. Xây 200 của Tớp. Ngoại hình đây, cái này thì nó còn khá đẹp ha. Còn khá đẹp ha anh em, xây 200 ha. Rồi mã số 14. 200 150 120.000 ha anh em. 120.000, 120.000 cho mã số 14 ha. Rồi. Tiếp theo là mã số 15 ha anh em, thì cái cây kéo cắt cành này á, theo em nghĩ á, nó là của công nghiệp á, anh em, hay là cái gì á, nó tồn kho á, nó bị sao mà em săn được con này nè, nó bị rách này ha, nó còn tem luôn này ha, còn full hộp luôn nha anh em, còn được cái lò xo nữa nè, rất là mới ha, trong đây ha, nó để chữ da băng nè ha nam, nó da băng ha, full hộp luôn, chữ nhật không đó, hiểu ha, Kabushi gì ha, nó có một cái lò xo cho mình xe cô luôn ha anh em. Cây này xây dài 20 ha, xây nó dài là 20 nha anh em. Thì giờ mã số 10 em lấy mã số 15 220.000 ha. Đó. Về nó cắn xong nó gắp cái này rồi nè anh em. Mã 15 220.000 ha. Tiếp theo mã số 16 là hai cây dao ghép cạnh thế anh em. Mã số 16 250.000. Mình xem từ từ cây ha. Rồi cây đầu tiên đây. À, chữ da băng nằm ở đây ha anh em. Lưỡi còn em gờ thấy nó còn độ bén, nó còn ok nè anh em. Chưa mẻ luôn ha. Đó, trên cán nè, cán nhựa ha. Ngoại hình ha. Anh em xem kỹ giùm em ha. Em thấy còn rất là bén nè. Còn bén ha, về mình mài sơ lại là xài được đó anh em. Cái này cái lưỡi nó dài là 9 9 phân ha anh em. Lưỡi dài 9 phân luôn, cái cán là 23 rưỡi ha. Cái bảng là nó có 10 1,7 ha, cái bảng á 1,7 ha, 1,7 cm ha. Rồi lưỡi thứ hai ha, đây. À, lưỡi thứ hai ha, cũng còn bén ha anh em, chưa mẻ ha. Đó. Ngoại hình nè ha. Cán nhựa như cây nãy ha. Lưỡi nó dài cũng là 9 phân ha. Luôn cái cán là 23 luôn ha anh em. Cũng là cái bảng lưỡi nó cũng là 1,7 ha. Rồi mã số 16 bán với giá là 250.000 ha, mã số 16. Tiếp theo mã 17 là cây kéo cắt tôn ha. À, kéo cắt tôn mã 17 200.000, mỏ cong ha anh em. Cong ha. Cây này lưỡi còn rất là đẹp. Không mẻ ha. Đó. Nó có chiều dài là 27 đâu. Chiều dài là 28 ha, chiều dài là 28. Hình như nó cắt giấy đứt nha anh em. Còn rất là bén. Đó. Rất là bén ha anh em. Nó có chiều dài là 27 ha, mỏ
bỏ công này ha anh em, lưỡi rất là bén, chưa mẻ. Mã số 17, 200.000 ha anh em, 200.000 cho mã số 17 nha. Tiếp theo mã số 18 là một cây kéo bướm xay bự ha anh em, 180.000 ha, mã số 18 180.000. Đây phần chỗ này nó có chữ đây nè ha, họ có khắc bốn chữ đây ha, phần lưỡi còn ok luôn, chưa mẻ nha anh em. Em sẽ bao cho anh em là không mẻ lưỡi ha, còn đổ bén thì nhầm cây, nó còn bén nhầm cây thì mình phải về mình mài lại mình xài mới được anh em. Đó ngoại hình ha, cây này xây nó hình như là xây nó dài 20 22 ha anh em, 22 ha. Cái lưỡi nó dài là 6 phân rưỡi ha. Luôn cái cán luôn là dài 22 ha, mã số 18 180.000 ha cho cây kéo bướm ha. Rồi mã số 19 em tiếp tục về được một cây bấm cót luôn, mã số 19 240.000 ha. Đây ngoại hình ha, còn khá ok. Thì em cũng mới đi bãi hôm qua đó, hôm nay em về xin đồ em lên luôn đó anh em. Đó. Ngoại hình ha. Đầu này thì nó để 16 16 1.6 nhân 2 gì nè ha. Đó. Còn hoạt động bình thường ha. Rồi cây này nó có chiều dài tổng thể là 28 rưỡi ha, cây bấm cót ha, nó có chiều dài tổng thể là 28 rưỡi. Đây hiệu vọng gì ha, tên tuổi gì ha anh em. Mã số 19 240.000 cho cây bấm cót nha anh em. Rồi tiếp theo cũng là một cây cắt tôn ha, mỏ công ha, mỏ dảnh ha, 190.000 ha, do cây này xây nhỏ hơn, nó có chiều dài ngắn hơn, lưỡi còn khiếp ra chưa mẻ nha anh em. Ngoại hình ha, thì cây này nó có chiều dài là 26 ha, cây này nó có 26, ngắn hơn cây hồi nãy nha. Hình như nó cũng vẫn là cắt giấy là đứt luôn hay gì đây. À. Đó. Rất là ngọt cái nam. Cắt giấy A4 đó anh em. Dính keo rồi. Cắt giấy A4 đó. Rồi mã số 20 190.000 ha, một cho cây kéo cắt tôn ha. Rồi mã số 21 150.000 cho hai cây kéo cá ha, hai cây kéo cá nè nam, 150.000 thôi. Mã 21, hai cây cây bự cây nhỏ nha, mình xem cây ngắn trước ha. Đó, lưỡi trắng quá nó chá ha, à, lưỡi chưa mẻ ha, nó hơi tưa nè, hoặc tưa chỗ này thôi anh em. Đó ngoại hình rất là đẹp, có chữ đây nè ha. Thì cây này nó có chiều dài là 15 ha, 15 nha. Cây thứ hai cây này nó có xây dài ha, đây họ có các chữ ở trên cái lưỡi ha, lưỡi còn dày ha anh em, dày và khiếp luôn ha. Rồi cây này nó có chiều dài là 10 18 rưỡi ha anh em, dài 18 rưỡi. Rồi mã số 21 hai cây ha, 150.000 thôi. Tiếp theo mã 22, một cây kéo cá và một cây kéo bướm ha anh em, 170.000 ha. Mã số 22. Cây kéo cá này còn mới ha.
Lưỡi còn rất là trắng, chưa mẻ ha. Em quay xa mới được, người gần nó chá cái. Đó, lưỡi còn rất là mới, chưa mẻ ha, có chữ nhật đây nè ha. Cây này nó có chiều dài là 10 16 rưỡi ha. Rồi, cây kéo bướm nè Nam. Đó, bằng lưỡi ha, chưa mẻ nha, ngoại hình ha. Có chữ ha. Cái lưỡi nó dài là 4 phân rưỡi ha, cái lưỡi dài 4 phân rưỡi. Cái luôn cây hết cây kéo là nó 18 nha Nam, 18 ha. Rồi mã số 22 em bán với giá là 170.000 ha. 170.000 cho mã số 22. Rồi tiếp theo mã 23 là một cây cưa lá hẹ và một cây cưa xếp ha. 130.000 ha. Đây cây cưa lá hẹ đây ha. Đó. Có chữ đây nè Nam, đó có chữ ha. Thì cái lưỡi nó dài là 25, luôn cái cán là 30, luôn cái cán là 43, 43 rưỡi, luôn cái cán là 43 rưỡi ha. Còn cây này nè, ngoại hình nó ha, nó còn tem ha. Cưa xếp còn tem rất là mới nè. Cán gỗ ha. Nhấn cái này ra, nhấn này xuống mình kéo nó ra ha. Lưỡi lưỡi còn rất là ok, chưa mẻ ha. Chá ha, để em lấy nét lại cho anh em xem ha. Đó, lưỡi chưa mẻ ha Nam, lưỡi cưa chưa mẻ nha, rất là bén nè. Cái lưỡi nó dài là 20 ha, lưỡi dài 20, luôn cái cán nó dài là 42 rưỡi ha, luôn cái cán là dài 42 rưỡi. Mình xếp nó lại ha, thì mình xếp nó lại thì nó dài chỉ có là 23 thôi, 23 rưỡi ha. Rồi mã số 23, một cây cưa lá hẹ và một cây cưa xếp ha, 130.000 ha. Tiếp theo mã số 24 là một cây búa bi hay Nam, luôn cán ha. Đây cái đầu búa nè, đầu búa ha. Cái cán nè ha, cái cán nè, găng găng ha, cho mình vừa vừa tay cầm lắm Nam. Thì cái búa nó dài là 11 11 ha, dài 11 ha. Luôn cái cán nó dài là 30, dài hết trơn là 32 rưỡi ha Nam. Thì cây búa này nó nặng 800 gram ha. Rồi mã số 24 là 190.000 nha Nam. Rồi mã 25 là một cây rìu, là mã cuối cùng của clip em ha. Cây rìu 240.000 ha. Đó, thì cái cán này nó không được đẹp ha Nam. Về mình chim nó lại ha, mình chui mình chim nó lại ha. Nó hơi sụp xịt ha. Đây, cái lưỡi nó có chữ nhật ha, đó. Cái đầu ha. Đầu này thì có sử dụng rồi ha, sử dụng hơi nhiều ha. Phần lưỡi chưa mẻ nha anh em. Lưỡi này thì chưa mẻ ha, giờ anh em mình mài lại ha. Nó cũng hơi lục rồi. Cái lưỡi này nó là một 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 tấc 5 ly ha anh em, một tấc 10 10 rưỡi nè. 10 rưỡi ha. Nó dài là 10
12 ha, nó dài 12. Cái cán nó luôn, cái cán tới cán luôn là 34, 33, 34 ha. Ngoại hình nè anh em. Này về mình mướn thợ mài ha. Chặt thịt hoặc là chặt xương hoặc cái gừng đầu cũng được ha. 240.000 ha, mã số 25. Rồi, cũng là mã cuối cùng của clip em ha. Rồi, em sẽ quay sơ lược sản phẩm của em rồi em xin kết thúc clip ha. Đó, anh em xem có món nào vừa ý thì cứ liên hệ em qua số điện thoại em có ghi dưới phần tiêu đề ha. Thì trước khi kết thúc clip thì em cũng xin chân thành cảm ơn anh em ha. Trong thời gian qua đã tin tưởng kênh và ủng hộ em ha. Xin cảm ơn anh em ha. Rồi, em xin kết thúc clip nha.